Bánh Trung Thu khách sạn Hà Nội Golden Lake. Bánh Trung Thu là món quà đặc biệt không thể thiếu trong mỗi ngày giảm tháng 8. Đây là món quà quan trong thể hiện sự sung vầy, đoàn viên. Ý nghĩa chúc cho một mùa ấm no, gia đình hạnh phúc. Chính vì thế mà biết bao nghệ nhân luôn gìn giữ và sáng tạo thêm những điều tinh ý Những chiếc bánh trung thu càng ý nghĩa hơn qua bàn tay của các đầu bếp khách sạn năm sao. Từ cách tạo hình, tìm nhân bánh phù hợp cho đến tạo hương vị, màu sắc. Bánh trung thu khách sạn Hà Nội Golden Lake có gì đặc biệt? Khách sạn Hà Nội Golden Lake được nhiều người biết đến bởi thương hiệu và đẳng cấp khi mọi thứ đều rát vàng. Bánh trung thu rát vàng của khách sạn lại càng được mọi người chú ý hơn. Không có lý gì mà một món quà ý nghĩa lại không được trân trọng và đáng để phủ vàng. Màu của vàng là thứ kim loại đáng giá và đẳng cấp nhất. Màu của ánh trăng càng thực sự đẹp hơn qua sự óng ánh của vàng 10. Khi chất lượng cuộc sống con người được nâng cao thì nhu cầu giá trị càng cao. Vàng không chỉ còn là vật trang sức tầm thường mà cần nâng thêm tầng cao mới trong ẩm thực. Bánh trung thu rát vàng khách sạn Hà Nội Golden Lake như thế nào? Bánh trung thu rát vàng là điều nhiều khách sạn năm sao đã nghĩ đến mà chưa làm được. Hà Nội Golden Lake là khách sạn đầu tiên tại Việt Nam chế tác bánh trung thu rát vàng. Kết hợp với các vị bánh, công thức truyền thống và du nhập. Tose B. Windham là một thương hiệu đến từ Hồng Kông đã đem đến cho chúng ta một trải nghiệm mới. Với đủ 5 loại hương vị như sen trắng, đậu đỏ, trà xanh, khoai môn và sầu riêng. Tất cả được đôn xề B. Windham bọc trong một lớp vỏ mỏng thơm. Sau khi được nướng đủ nhiệt độ lần một, bánh được phủ kín bởi một lớp vàng lá. Tại sao bánh trung thu rát vàng lại được ưa chuộng? Lý do bánh trung thu rát vàng lại được ưa chuộng không chỉ bởi sự mới lạ, tính xa hoa sang trọng. Bánh trung thu sẽ thực sự ngon hơn khi được rát vàng. Trước tiên là tính thẩm mỹ khi so sánh chiếc bánh được phủ vàng sẽ bóng đẹp hơn. Bánh rát vàng khiến mùi hương của bánh sẽ được hòa cuộn vào nhau mà không bị mất đi. Cắn một màu bánh rát vàng trên môi bạn sẽ cảm nhận được tất cả những gì gọi là tinh túy nhất. Tất cả các giác quan như sẽ ngưng động lại trong khẩu vị của miếng bánh. Từng miếng bánh sẽ khiến chúng ta cảm nhận nhiều điều độc đáo của đất trời qua đôi bàn tay con người. Mua bánh trung thu rát vàng khách sạn Hà Nội Golden Lake ở đâu? Bánh trung thu rát vàng thực sự là những món quà sang trọng và xa xỉ. Mỗi chiếc bánh đều được làm thủ công dành tặng cho những người đặc biệt. Chính vì giá thành và hạn chế số lượng sản xuất mà bánh không được bán đại trà. Để sở hữu hay đặt mua tặng người thân hay đối tác quan trọng, khách hàng liên hệ trực tiếp với khách sạn. Địa chỉ đặt mua khách sạn Đô Sề B. Windham, Hà Nội Golden Lake, B7 Phường Rằng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Hoặc có thể đặt hàng qua hotline 0966 120 507 và đặt online qua website. Bánh Trung Thu Khách Sạn Hà Nội Golden Lake.com